dân số trẻ yêu thích công nghệ. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh. Số lượng người dùng Internet và điện thoại di động tăng trưởng mạnh. Đây là những yếu tố thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam. Điều này càng trở nên cần thiết khi số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam còn ít ỏi. Tỷ lệ thanh niên cũng mong muốn khởi nghiệp chưa cao, đồng thời nền kinh tế có năng suất thấp do dựa vào tài nguyên thô và lao động giá rẻ. Trong bối cảnh đó, vào giữa năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với một số đối tác đã cho ra mắt đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam, viết tắt là VSV. Mục tiêu của đề án là tạo nên một môi trường khởi nghiệp thuận lợi và bài bản nhằm thương mại hóa công nghệ tại Việt Nam theo mô hình tiên tiến nhất thế giới của Hoa Kỳ. Thung lũng Silicon tại bang California là nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của nước Mỹ và thế giới như Intel, Apple và Facebook. Đề án VSV giúp các nhóm khởi nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ cao, đồng thời xây dựng chiến lược kinh doanh và thu hút vốn đầu tư. Đề án này tạo ra một hệ sinh thái, bao gồm những doanh nghiệp công nghệ còn non trẻ với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các quỹ đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Đây được xem là chìa khóa giúp Việt Nam phát triển bền vững và bắt kịp các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel trong những thập kỷ tới. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Today của kênh VTC10 Net Việt. Chúng ta vừa theo dõi một video giới thiệu về đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam, viết tắt là VSV. Đây là chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng một số đối tác thực hiện với mục tiêu tạo nên những doanh nghiệp công nghệ cao để hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về đề án này cùng với hai vị khách mời. Vị khách mời thứ nhất là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, mô hình kinh doanh và đánh giá cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp đa quốc gia và các tổ chức luật toàn cầu. Bà là sáng lập viên của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển kinh doanh ATV, đồng thời là chủ nhiệm đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Thạch Lê Anh. Vị khách mời thứ hai là cố vấn của chính phủ trong việc hoạch định chính sách và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Software. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Lương Sơn. Xin chào các quý vị khán giả. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Việt Nam Today. Để khởi động cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi có hai câu hỏi ngắn như sau dành cho hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn đưa ra một nhận định như thế này. Ở Việt Nam hiện nay thì số lượng doanh nghiệp của chúng ta chưa nhiều. Một phần nguyên do là bởi tinh thần khởi nghiệp của người Việt thì chưa cao. Hai vị khách mời có chia sẻ như thế nào với nhận định này ạ? Bởi vì Việt Nam là một cái nước châu Á mà cái văn hóa của người châu Á nói chung là một cái gì đó nó rất là an toàn. Và thường là dạy con cái thì cũng muốn là học giỏi rồi sau này kiếm được một cái công việc ổn định, có thu nhập tốt. Thế thì cái đó nó đã dẫn đến một cái thứ mà làm cho nó thui chột, mất cái mong muốn được khởi nghiệp ngay từ khi các em còn rất là nhỏ. Tôi thì không đồng ý với quan điểm là tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam chưa cao. Là nếu có môi trường kinh doanh tốt, tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam sẽ được phát triển rất là mạnh mẽ. Có quan điểm cũng cho rằng thì là việc thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh ở Việt Nam cũng sẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thì cũng sẽ là một trong số những cái giải pháp để giúp cho chúng ta không bị tụt lùi, tụt hậu so với các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Hai vị chia sẻ như thế nào về nhận định trên ạ? Khởi nghiệp không phải chỉ là vấn đề công nghệ mà là vấn đề kinh doanh nữa. Nhưng tất nhiên là người Việt Nam mình rất thông minh, cho nên người Việt Nam nếu mà được đặt vào môi trường tốt thì có thể tạo ra những công nghệ mới hoặc là tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Rất tiếc là chúng ta chưa có một môi trường như vậy. Khởi nghiệp thì thường là ở Việt Nam hay nói đến thương mại. Và trong cái quá trình thương mại thì ít ai nghĩ đến cái chuyện là phải ứng dụng công nghệ. Thì theo tôi phải có ứng dụng công nghệ thì kinh tế mới có thể phát triển được. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời về những cái phần chia sẻ ngắn gọn vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam đã hoạt động được 2 năm và gặt hái được những kết quả đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nhóm khởi nghiệp được hỗ trợ trong khuôn khổ đề án này qua phần tổng hợp sau đây. Logi là một ứng dụng di động nhằm cung cấp giải pháp tìm kiếm món ăn ngon, hàng quán phù hợp cho người dùng tại Việt Nam. Được một số bạn trẻ Việt Nam mới ngoài 20 tuổi cho ra mắt vào năm 2013, ứng dụng này đã phát triển nhanh chóng và có tới 500.000 thuê bao di động đăng ký sử dụng tính đến tháng 11 năm 2015. Đồng thời, trang web logi.vn cũng có 600.000 người đăng ký sử dụng
với khoảng 4 triệu lượt truy cập một tháng, trong đó phần lớn là những thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24. Cuối năm 2015, Logi gây chấn động khi nhận được khoản đầu tư hàng triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế Golden Gate Ventures và tập đoàn Design One Japan của Nhật Bản. Các bạn có thể thông qua sản phẩm web hoặc là thông qua sản phẩm ứng dụng trên điện thoại, các bạn có thể chia sẻ, tương tác với nhau và có thể giúp nhau biết đến nhiều địa điểm hơn. Và bản thân những người dùng cũng sẽ cảm thấy là họ dùng sản phẩm của Logi tiện lợi hơn khi họ tìm thấy những các địa điểm đồ ăn đồ uống nhanh hơn, nhanh chóng hơn và đôi khi họ có thể tìm quanh cái chỗ địa điểm họ đang đứng chẳng hạn. Logi rất là may mắn là một trong 9 đơn vị đồng hành trong năm 2014 và cũng là khóa đầu tiên của VSV. Và trong suốt thời gian tại VSV, Logi đã được hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất là liên quan các thủ tục pháp lý để có thể vận hành một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp startup, cũng như là những hỗ trợ liên quan đến mặt tư vấn, quản trị, chiến lược. Và sau cùng là VSV đã tạo điều kiện rất nhiều để Logi có thể chia sẻ cũng như giới thiệu sản phẩm của mình đối đến với nhiều những cái đơn vị quan tâm đến nhiều cái quỹ mạo hiểm nhiều hơn. Logi là một trong số 9 dự án khởi nghiệp công nghệ hay còn gọi là startup được lựa chọn hỗ trợ đầu tiên trong khuôn khổ đề án VSV vào năm 2014 trên tổng số hơn 100 hồ sơ đăng ký. Các dự án này cung cấp những giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực như tuyển dụng nhân sự, marketing, chăm sóc khách hàng, thương mại trên nền tảng Internet và di động. Các nhóm khởi nghiệp trải qua 4 tháng liên tục huấn luyện các kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, mỗi nhóm nhận được khoản đầu tư mạo hiểm ban đầu trị giá 10.000 đô la Mỹ từ đề án. Sau 1 năm, nhiều dự án trong số này đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước rót vốn với giá trị tăng lên nhiều lần. Việc áp dụng mô hình tiên tiến của Hoa Kỳ và những kết quả ban đầu của đề án VSV đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng doanh nghiệp. Cái việc mà Bộ Khoa học Công nghệ là có những cái quỹ cũng như là có những cái chương trình để hỗ trợ startup thì nó rất là tốt cho các bạn ấy. Với cái chủ trương và những cái hành động như thế thì một vài năm tới sẽ có rất nhiều các startup sẽ lớn mạnh hơn được để nhờ những cái chương trình của bên bộ. Chúng tôi phải thí điểm cái đề án về Silicon Valley để đi những bước đầu tiên trên cái hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là chúng ta đã phải nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các quốc gia khởi nghiệp và 2 năm qua thì chúng tôi cũng đã có những thành công bước đầu. Với những thành công ban đầu đáng khích lệ, đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Những người thực hiện đề án đang phối hợp với các cơ quan chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, ví dụ như các vấn đề về tài chính và thuế, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các công ty khởi nghiệp với các nhà đầu tư công nghệ tại Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là những cái câu hỏi với những cái chia sẻ và nhận định phân tích sâu hơn. Khi mà xây dựng đề án này thì tại sao chúng ta lại lựa chọn mô hình Silicon của Hoa Kỳ mà không phải là của các quốc gia khác? Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có cái văn hóa để đầu tư, đặc biệt là đầu tư mạo hiểm. Mà chúng ta thường nói đến một cái thị trường tài chính là thị trường vốn cho vay, chứ không phải là một cái thị trường vốn mà theo như là ở Mỹ đấy, tức là đầu tư ngay từ cái giai đoạn đầu mới là chỉ là ý tưởng. Thì chính vì cái điều đó mà tôi rất là mong muốn là ở Việt Nam mình cũng sẽ có một cái thị trường về đầu tư mạo hiểm phát triển được. Có thể bây giờ thì cái khái niệm đấy nó còn là mới mẻ, nhưng nó sẽ rất là nhanh chóng, bởi vì cái đó là khối tư nhân, người ta có thể tham gia được vào rất là nhanh và rất là nhiều khi mà thấy là có lợi ích thiết thực. Vâng, chúng ta đều biết là Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu về đầu tư mạo hiểm và truyền thống đấy đã có 70 năm nay rồi. Đặc biệt là mô hình theo Silicon Valley mà VSV đang theo đuổi và tôi nghĩ là Việt Nam cũng sẽ theo đuổi. Tôi cũng có thời gian sống ở bên Mỹ trong môi trường công nghệ và môi trường Internet và thấy rằng thực sự chỉ có Mỹ mà mới có thể là một cái hình mẫu mà Việt Nam nên theo đuổi, bởi vì ở các nơi khác, tức là thí dụ như ở khu vực như châu Âu là một lục địa mà cũng đã có truyền thống về trong cái thời kỳ phát triển công nghiệp, thì đến gần đây thì cũng không thấy nổi lên như là môi trường đầu tư cho các cái công nghệ đột phá và đầu tư mạo hiểm, hay là khu vực như Đông Nam Á chúng ta cũng chưa thấy, và một số quốc gia nổi lên như Ấn Độ hay gần đây là chúng ta có thể nghe đấy nói đến Trung Quốc hay là Hàn Quốc thì cũng có đầu tư mạo hiểm và họ đều theo mô hình của Mỹ, và tôi nghĩ là đấy là mô hình chúng ta nên theo đuổi.
Vậy thì chúng ta nên lưu ý những cái điểm gì thưa ông khi mà cái môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như là cái văn hóa đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và Hoa Kỳ là có nhiều điểm khác biệt? Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có những cái định hướng hay là có những chương trình giáo dục đào tạo về cái tinh thần khởi nghiệp, không phải chỉ là kêu gọi mà thực sự là có từ phổ thông, tức là chúng ta cần phải đào tạo cái văn hóa đó cho lớp trẻ nhưng đồng thời cho lớp lớn tuổi, và đặc biệt nữa là cái tinh thần nghiệp cho những người lãnh đạo quốc gia. Bởi vì là chúng ta trong những năm vừa rồi thì đầu tư rất nhiều vào kinh tế phát triển trên cơ sở cơ hội về tài nguyên và những gì đã có sẵn, nhưng mà những cái mà tạo ra mà không phải từ tài nguyên nhưng lại từ tài nguyên con người thì đang còn rất hạn chế. Cho nên tôi nghĩ là cái cần lưu ý là một mặt là chúng ta phải khai thác cái tiềm lực là tài nguyên con người, nhưng mặt khác chúng ta phải xây dựng những cái yếu tố để tạo thành một cái hệ sinh thái mà gần với họ hơn để có thể tiếp thu được kiến thức của họ, đồng thời có thể tiếp thu kể cả là những cái tri thức và nguồn vốn từ bên ngoài chứ không phải chỉ Việt Nam. Vâng. Không biết là bà Thạch Lê Anh thì có chia sẻ như thế nào với câu hỏi này ạ? Chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm gì, và chắc hẳn là trong quá trình triển khai thì chúng ta cũng đã nhận ra những cái điểm khác biệt mà chúng ta cần phải điều chỉnh đúng không ạ? Có hai điểm mà tôi nghĩ là phải rất là lưu ý. Việc thứ nhất là với chính sách. Chính sách thì chúng ta hầu như là chưa có, bởi vì cái khái niệm này nó quá mới. Thế bây giờ mới là đang, cái đề án này mới là đang mang tính chất là vận hành thử nghiệm để từ đấy là rút ra các cái kinh nghiệm và đề xuất với chính phủ để làm sao có các cái chính sách mà để thu hút được đầu tư. Cái quan trọng nhất là phải thu hút được đầu tư. Thế và bảo vệ được các quyền lợi của nhà đầu tư. Đó là cái mà rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là như anh Sơn đấy cũng đã đề cập là phải xây dựng một cái hệ sinh thái rất là bền vững. Nó là cái sự chung tay của cả xã hội. Mà cái điều đó là cũng rất cần định hướng từ nhà nước, rồi thay đổi một cái nét văn hóa đối với người Việt nói chung là chấp nhận sự thất bại. Thất bại thì có thể làm lại được. Sợ nhất là chúng ta không làm thôi. Vậy thì qua một khoảng thời gian vận hành thì không biết là đến bây giờ bà có thể chia sẻ khái quát với chúng tôi về tình hình vận hành của dự án tại Việt Nam tính đến thời điểm này và những cái kết quả sơ bộ? Cho đến bây giờ thì tất cả những người mà tham gia đề án đều rất là vui mừng, bởi vì những cái điểm mà như chúng tôi vừa đề cập ấy, thì đều đã được để ý tới và đều đã được khắc phục rất là nhanh chóng. Tôi nói cụ thể như là từ việc luật mà để đầu tư cho các cái doanh nghiệp trẻ và định giá các cái ý tưởng nó là một con số nào đó thì trước đây là chúng ta chưa quen, và thường là tài sản được tính thường là bằng tiền hoặc là tài sản cố định vật chất, nhưng ít ai quan tâm và đánh giá định giá những cái ý tưởng. Thế thì bắt đầu từ tháng mùng 1 tháng 7 vừa 2015 là khi mà đi đăng ký kinh doanh cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, các cái doanh nghiệp startup của chương trình ấy, thì đã có những cái thay đổi. Ví dụ nhà đầu tư định giá cái ý tưởng đó nó tương đương 100.000 đô la hay là 2 tỷ đồng Việt Nam thì sẽ được ghi nhận nó là số như thế vào đăng ký kinh doanh. Đấy là những cái thay đổi về mặt chính sách. Cái thứ hai về cái văn hóa thì như các anh các chị các bạn đều biết là bây giờ chúng ta cũng đã có những cái chương trình mà mang tính chất toàn quốc, nhà nước đứng ra khởi xướng, đó là cánh buồm khởi nghiệp, hay là các cái chương trình mà nói đến khởi nghiệp rất nhiều để bản thân những người dân hay trong xã hội cũng hiểu hơn về khởi nghiệp và cũng chấp nhận là cho con cái họ tham gia khởi nghiệp và chấp nhận cái sự mất mát, cái sự thất bại của con em mình. Tôi cũng rất đồng ý với chị Lệ Anh, tức là chúng ta không phải chỉ khuyến khích cái tinh thần mà chúng ta cần phải trao những kiến thức, trao những kinh nghiệm, và cái cách để mà trao được những kiến thức kinh nghiệm đó là chính là qua những cái trung tâm mà xúc tiến khởi nghiệp như chỗ Việt Nam Silicon đây. Và tôi thấy là hiện nay cái việc đi tiên phong của Việt Nam Silicon đấy sẽ là tạo ra một cái mô hình để có thể xuất hiện nhiều cái trung tâm như thế nữa. Tôi nghĩ chỉ một vài năm nữa thôi, Việt Nam có thể là một trung tâm khởi nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, vì qua thời gian làm việc với Việt Nam Silicon Valley dự án đấy thì tôi thấy là rất nhiều chuyên gia đã quan tâm đến. Nhưng tất nhiên không phải tất cả đều vào cuộc ngay, mà họ còn quan sát xem là Việt Nam Silicon sẽ làm việc như thế nào. Và tôi cũng là một nhân tố vừa là hỗ trợ cho Việt Nam Silicon, nhưng tôi cũng là một người quan sát. Và tôi thấy cái sự tiến bộ rất là nhanh chóng trong thời gian vừa rồi. Và tôi hy vọng là Việt Nam Silicon sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và có rất nhiều cái startup mà không phải chỉ thành công Việt Nam, mà có thể thành công quốc tế nữa.
Vâng, thưa bà Thạch Lê Anh, trong thời gian từ khi mà đề án bắt đầu được chính thức vận hành thì đến nay đã có bao nhiêu những cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp đã bước đầu có những cái kết quả thành công ạ? Và chúng tôi bắt đầu cái đề án này cũng hơi lo lắng là không biết là liệu là có được bao nhiêu bạn đăng ký để tham gia trong cái kỳ phỏng vấn. Nhưng mà cũng rất là ngạc nhiên khi mà các bạn rất là nhiệt tình, và mỗi một đợt mà chúng tôi thông báo về đầu tư thì phải có trên 100 các cái hồ sơ. Đấy là một cái tín hiệu rất là mừng. Cái đấy mới nói đến số lượng thôi. Về cái chất lượng ấy, vì là chúng tôi theo một cái format của Mỹ, tức chúng ta không hề nghĩ rằng là chúng ta là người Việt Nam, và vì vậy mà là được ưu tiên hay là buộc là phải hạ cái tiêu chuẩn xuống, mà chúng tôi hoàn toàn là phỏng vấn và đề nghị gửi các cái bản đề xuất bằng tiếng Anh hết. Thế thì với cái quá trình tuyển chọn nó đã rất là khó khăn và phức tạp với các bạn, thì cho nên là cái quá trình mà để tiếp tục đào tạo, chúng tôi gọi là cái chương trình bootcamp đấy, 4 tháng, tức là huấn luyện tập trung. Thì với 4 tháng đó là các bạn được làm quen với các cái mô hình kinh doanh tiên tiến nhất, và được làm quen với các cố vấn. Các cố vấn này thì có thường xuyên là giúp đỡ các bạn để định hướng được sản phẩm hoặc là dịch vụ, đối tượng khách hàng, và cũng giới thiệu luôn cả những cái khách hàng cho các bạn. Thì với cái chương trình năm 2014 cho ra đời được 9 nhóm. Thế và có cho đến nay là 4 trong số 9 nhóm là đã nhận được đầu tư vòng tiếp theo. Và đặc biệt là có một nhóm mà báo chí cũng viết nhiều là nhóm Logi. Thì các bạn là tuổi dưới 23 đấy, và cũng gọi được hàng triệu đô la để tiếp tục mở rộng cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì đấy là những cái hoạt động rất là tích cực của đề án, và cũng là những cái tín hiệu tốt để chúng ta có thể theo đuổi cái mô hình này đến cùng. Vâng, đó là những kết quả hết sức khả quan, mặc dù đề án của chúng ta mới chỉ được vận hành trong một khoảng thời gian ngắn, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam không chỉ nằm trong trào lưu phát triển nhanh chóng về công nghệ thông tin và truyền thông, mà còn đang hội nhập kinh tế mạnh mẽ với nhiều thỏa thuận tự do thương mại. Vậy các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, hay còn gọi là các startup Việt Nam, đang tận dụng trào lưu hội nhập kinh tế này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần tổng hợp sau đây. Công ty cổ phần Aporta là nhà cung cấp các ứng dụng và trò chơi trên điện thoại di động hàng đầu Việt Nam. Là một công ty khởi nghiệp mới được thành lập vào năm 2011, đến nay doanh nghiệp Việt Nam này không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà đã vươn ra thế giới. Đầu năm 2015, công ty đã đạt mốc 4,5 triệu người dùng tại nước ngoài, chủ yếu là ở Indonesia, Thái Lan và Philippines. Đây là một cái sản phẩm, ví dụ như sản phẩm PlayToco. Nó là một cái sản phẩm chuyên về đánh giá về game và ứng dụng dành cho mobile. Đấy là sản phẩm mà khi mà mọi người khi mà người Indo vào thì họ cảm tưởng đó như cái sản phẩm của người Indo làm. Thì nó là bọn mình đã đầu tư rất là nhiều vào trong cái quá trình làm về trải nghiệm về người dùng để có thể làm ra sản phẩm như vậy. Hiện tại thì tại thị trường Indo thì Aporta đã có khoảng tầm 2,5 triệu người sử dụng. Không chỉ có Aporta mà ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam cũng đang tiến ra nước ngoài, tập trung tại khu vực Đông Nam Á. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế mạnh mẽ với một loạt thỏa thuận tự do thương mại đã và sắp có hiệu lực, đặc biệt là việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Các thỏa thuận này giúp giới khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam được tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng, vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao tại nhiều nước, nhất là trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là các quốc gia có nền văn hóa và trình độ phát triển tương đối gần gũi với Việt Nam, đồng thời có quy mô dân số lớn và thị trường còn nhiều dư địa để khai thác. Vâng, ở Việt Nam trong những năm gần đây thì đã đang và sẽ tiếp tục tham gia những hiệp định thương mại tự do lớn. Điều này thì mở ra cơ hội rất là lớn cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ muốn khởi nghiệp kinh doanh. Bên cạnh đó là không biết những cái khó khăn. Vậy thì hai vị chia sẻ như thế nào về điều này? Khi mà nói đến khó khăn thì tất nhiên là chúng ta khi mà mở cửa là chắc chắn là sẽ có nhiều luồng gió mới. Có những cái thì có lợi, có những cái nó cũng không có lợi lắm. Ví dụ trước đây chúng ta vẫn cho rằng là chúng ta là người bản xứ thì cái thị trường nội địa là chúng ta chiếm lĩnh là chắc chắn. Nhưng mà khi mà đã mở cửa như thế này thì cái vị trí gọi là độc tôn đó nó sẽ không còn nữa. Đấy là cái khó khăn cho các bạn. Nhưng mà đối với đề án của VSV ấy, thì trước khi mà các bạn nhận được đầu tư từ chương trình ấy, là các bạn đã được biết trước rằng cái sản phẩm của các bạn phải mang tính toàn cầu.
Tức là đối với chúng tôi thì cái việc mà toàn cầu hóa đấy nó đã là một cái tiêu chí để lựa chọn các bạn rồi. Cho nên hầu như nó cũng không có cái khó khăn gì khi mà mình thực hiện. Tiến sĩ Trần Lương Sơn thì chia sẻ và thế nào? Với việc Việt Nam tham gia vào thị trường Đông Nam Á, EEC và tôi hy vọng là có thể là Việt Nam sẽ tham gia vào TPP thì tôi cho là có một cái điều, một cái lợi ích rất lớn mà Việt Nam có thể đạt được, đấy là chúng ta hòa vào cái cuộc chơi chung của thế giới. Trong chương trình mà Silicon Việt Nam nói riêng và rất nhiều công nghệ mà chúng tôi đang hỗ trợ các nhà sáng chế và nhà khởi nghiệp ấy, thì thấy là cái tỷ lệ mà có thể vươn ra thế giới khá cao, tôi nghĩ có thể đến thậm chí đến 50%. Thì vấn đề ở chỗ rằng liệu chúng ta có vươn được ra hay không. Nếu mà chúng ta vẫn giữ văn hóa Việt Nam, vẫn giữ cái môi trường kinh doanh Việt Nam thì khó mà có thể vươn được. Chúng ta hãy coi chúng ta là những người chơi trong một cuộc chơi lớn ở Đông Nam Á hay trên thế giới. Cho nên tôi nghĩ rằng là có lẽ là lo lắng cũng thừa. Bây giờ chúng ta phải đón nhận những cái mới và đón nhận những cái thách thức để vươn ra thế giới, coi mình là một công dân của toàn cầu. Riêng về lĩnh vực khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thì sao ạ? Các bạn trẻ của chúng ta muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ khi mà tham gia những cái môi trường như vậy thì các bạn sẽ gặp phải những cái khó khăn như thế nào? Tôi nghĩ sẽ khó khăn ở chỗ là các bạn chưa đủ kinh nghiệm, và kinh nghiệm của Việt Nam thì lâu nay không có một sự kết hợp của các thế hệ. Nếu mà chúng ta quan sát thị trường ở Mỹ ấy, thì có vẻ như là các công nghệ mới được tạo ra bởi các bạn trẻ, như là của Google thì có Sergey Brin hay Larry Page, hay là gần đây là Mark Zuckerberg làm Facebook rất là trẻ đúng không? Nhưng mà người ta không để ý là những cuộc đấy là một cuộc chạy tiếp sức, mà những người tiếp theo Google hay Facebook là những người rất kinh nghiệm, hàng chục năm, nhiều chục năm kinh nghiệm trong cái thế giới công nghệ. Và Việt Nam thì có thể là chưa có điều đó, nhưng chúng ta nếu mà đã hòa vào cuộc chơi thế giới rồi, chúng ta có thể có những chuyên gia như vậy. Và việc mà một cái mô hình như là Việt Nam Silicon ấy là một cái minh chứng là phải có sự kết hợp của các thế hệ thì chúng ta mới có thể thành công được, chúng ta có thể nhanh chóng vươn ra thế giới được. Chúng ta đã thấy một số doanh nghiệp của chúng ta bắt đầu bước ra với thị trường thế giới bắt đầu là từ thị trường ASEAN. Vậy thì hai vị khách mời dự báo như thế nào về cái xu hướng này ? Liệu các cái công ty của chúng ta có tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững để có thể không những là vươn ra mà thậm chí là chiếm lĩnh thị trường ASEAN và rộng hơn nữa hay không ? Theo tôi là cái đấy hoàn toàn là rất là khả thi. Việt Nam thì mình vẫn nói là dân số vàng, và phải nói là các bạn có ý tưởng rất là tốt. Qua như chương trình của chúng tôi, mỗi một lần là nhận được hàng trăm đơn như thế. Thế và khi mà cố vấn giúp cho các bạn đấy là có, chúng tôi có khoảng độ 100 cố vấn cả trong nước, cả quốc tế, thì tất cả mọi người đều nhận xét rằng là startup của Việt Nam rất có năng lực và quyết chí để làm cho tới thành công. Cái đó là cái điểm rất là quan trọng. Và cái bằng cớ là chúng tôi có đầu tư 9 nhóm thì 4 trong số đó là thành công, lớn hơn rất nhiều so với các quốc gia bên cạnh. Và thậm chí là có những cái quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ cũng nói là tỷ lệ đấy thành công còn cao hơn cả ở Mỹ. Tôi cũng đi hầu hết các nước ở khu vực Đông Nam Á, kể cả nước mà có kinh tế phát triển nhất là Singapore. Thì có một nhận xét này là ở giai đoạn sớm thì công nghệ của những nhà sáng chế hay nhà khởi nghiệp Việt Nam ấy, không có thua kém gì mấy. Nhưng mà rất tiếc ở những giai đoạn tiếp theo thì người Việt Nam bị hụt mất. Thì chúng ta thiếu một cái môi trường mà tôi nói như là sự kết hợp của các thế hệ, hay là một cái môi trường kinh doanh mà trong đó các cơ chế về kinh tế, tài chính hay là đầu tư ấy, là nó phải phù hợp với cái sự đột phá về công nghệ hay là những cái nền tảng mới, một nền tảng kinh doanh mới, thì Việt Nam giai đoạn sau là yếu. Thì điều này cần phải được khắc phục trong những năm tới. Là những cái thế hệ đi trước thì hai vị khách mời có chia sẻ như thế nào về những cái giải pháp hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của chúng ta, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ? Đây là theo ý kiến chủ quan thôi của cái nhóm nghiên cứu chúng tôi ấy, thì Việt Nam bây giờ nên tập trung vào đối tượng là startup, tức là nên tập trung cho những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo. Và cái đó thì nó có một cái chương trình hẳn hoi, kể cả ở Mỹ hay ở Anh. Tôi với anh Sơn cũng được tham gia một cái khóa học do cái Newton Fund tài trợ đấy. Thì nó có một cái khóa học đó là người ta dạy về Lean Startup. Tức nó không có rườm rà như là một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, anh phải theo đuổi rất là nhiều thứ. Mà anh tập trung thường là nó có 9 điểm, trong đó điểm quan trọng nhất, nó là mấu chốt, đấy là anh định vị được sản phẩm của anh. Thì đấy là có những cái chương trình mà bản thân VSV đang cố vấn cho các cái nhóm khởi nghiệp của mình theo những cái chương trình hiện đại đó.
Theo tôi, VSV là một địa chỉ, và ở đấy là các bạn nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia, đồng thời là các chương trình đào tạo. Tất nhiên là các chương trình đào tạo thì tôi nghĩ là cần phải hoàn thiện hơn nữa, và chúng tôi cũng cũng đang thiết kế một cái chương trình như vậy cùng với sự tham gia của VSV. Cho nên là tôi nghĩ là cái phần đào tạo cho những người khởi nghiệp, kể cả cái, không phải chỉ thế hệ trẻ mà cái thế hệ lớn hơn cũng cần phải có. Chị Lê Anh có nói về chuyện các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà cái sự khác biệt giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp startup. Tôi rất đồng ý là startup, nhất là startup về công nghệ, đấy là sự đột phá về công nghệ, tạo ra điều gì rất là mới mẻ trong một thời gian ngắn, nếu không có thì phải thôi, phải kết thúc. Còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ lâu nay họ vẫn làm đều đặn và có thể thị trường mở rộng dần dần, mỗi năm một vài chục phần trăm gì đó, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta đưa cho họ cái tinh thần khởi nghiệp, có thể họ sẽ xoay chuyển cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy trở thành những doanh nghiệp giống như kiểu startup vậy, giống như kiểu đột phá vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc trao những kiến thức hay là những chương trình đào tạo khởi nghiệp cho tất cả các cái thế hệ các bạn trẻ hay các thế hệ lớn hơn nữa là rất quan trọng cho cái môi trường kinh doanh hiện nay, nhất là chúng ta đã hòa nhập vào thế giới. Về phía nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước thì sao, họ cần có những cái chính sách như thế nào nhằm hỗ trợ cho các bạn trẻ và tạo dựng một cái môi trường kinh doanh đầu tư hỗ trợ cho startup? Tôi nghĩ là có hai thứ để hỗ trợ. Thứ nhất là tính đến thuế thu nhập cá nhân của họ. Nếu thay vì họ đi nộp thuế thu nhập cá nhân mà họ dùng cái tiền thuế đó để đi đầu tư thì chúng ta cũng nên khuyến khích và không nên đánh thuế cái đó. Khi có lợi nhuận từ các cái doanh nghiệp startup thì cũng chưa nên đánh thuế, cũng giống như là bên Mỹ. Đấy. Thế và cái nữa là cái chính sách để bảo vệ cái quyền của nhà đầu tư. Nhà đầu tư tư nhân ấy thường đầu tư được 5 đến 10% trong một doanh nghiệp startup là nhiều rồi. Thế thì nếu như trong trường hợp mà startup đó tan rã, các founder và co-founder bỏ đi thành lập một doanh nghiệp mới, vậy thì nhà đầu tư được cái gì? Chắc chắn là không được gì cả. Thế thì chúng ta sẽ phải có luật để mà bảo vệ những cái quyền đó. Chứ nếu không là có thể là thành lập xong một công ty, sau đó lại có nhà đầu tư khác đầu tư số tiền nhiều hơn, là có thể là bỏ cái công ty đó và thành lập một công ty mới. Đấy là một số những cái điểm mà chúng ta cũng nên lường trước và nên học tập những cái kinh nghiệm của những nước đi trước như là Mỹ. Vâng, tiến sĩ Trần Đức Sơn thì chia sẻ như thế nào ạ? Và tôi thấy là Việt Nam thực sự cần một chính sách để khuyến khích sự phát triển của khởi nghiệp. Tôi nghĩ là đó là chính sách như chị Lê Anh vừa nêu đấy, là có những yêu cầu gì, tức là để bảo vệ những người khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư, xây dựng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, và làm sao để Việt Nam có thể là cạnh tranh với thế giới. Tôi nghĩ cái chính sách đấy trị giá hàng tỷ đô la. Tức là rất rất xứng đáng để bỏ rất nhiều tâm trí, bỏ rất nhiều tiền bạc để mà ra được một chính sách như vậy. Và tôi rất là trông chờ chính sách nó sớm được ra với cái mô hình mà đã được chứng minh là thành công như là Việt Nam Silicon đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian và chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều yếu tố thuận lợi khách quan và chủ quan cũng như quyết tâm của chính phủ, Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng khởi nghiệp công nghệ cao. Đây là yếu tố không thể thiếu nhằm tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Hy vọng rằng đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam sẽ tiếp tục được nhân rộng và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới, giúp phát triển tiềm năng to lớn của đất nước. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu có môi trường kinh doanh tốt, tinh thần khởi nghiệp người Việt Nam sẽ được phát triển rất là mạnh mẽ. Trong cái quá trình thương mại thì ít ai nghĩ đến cái chuyện là phải ứng dụng công nghệ. Thì theo tôi phải có ứng dụng công nghệ thì kinh tế mới có thể phát triển được. Cần phải có những cái định hướng hay là có những chương trình giáo dục đào tạo về cái tinh thần khởi nghiệp. Có hai thứ để hỗ trợ. Thứ nhất, nếu thay vì họ đi nộp thuế thu nhập cá nhân mà họ dùng cái tiền thuế đó để đi đầu tư thì chúng ta cũng nên khuyến khích và không nên đánh thuế cái đó. Cái nữa là cái chính sách để bảo vệ cái quyền của nhà đầu tư.